Chúng ta có 2.200 tỷ và chủ ạ có bảo là anh build cho em tuyển Pháp với đầu tàu Henry Icon 5, anh đập nha anh. Phải đập cơ. Đấy, bây giờ là phải đập. Thích đập thì xúc. Rồi, thoải mái. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mua phôi đi, vài con 116 đi. Em mê cái cách ăn đập thẻ nên ăn đập đi, ok. Chiều luôn, thích thì chiều. Rồi, chắc là mình sẽ đi mua một vài con 116 đi. Đây. Bây giờ 110 cộng 3 đi đi. 4 cộng 116 rồi, thêm một con 116 nữa cho nó tốt, cho nó ngon. Chúng ta sẽ có đâu đó khoảng 1.100 tỷ, gần 1.100 tỷ để xây dựng cái tuyến Pháp. Và ST sẽ là Henry Icon cộng 5. ST là Henry Icon. Mbappe Messi được 4 cúp. Lên Huyền một vị trí cắn. Ginola, con hàng này đã cắn tốt không nhỉ? Hai chân 5 năm. Hai chân 5 năm, hợp lý. Ginola 2 hết giờ, 2 chân 5 năm, được luôn. Rồi, một vị trí CAM đi. Benzema đúng không nhỉ? Benzema. Zidane, bắt một cúp lên thuyền. Sục luôn đấy chứ. Rồi, tới với hai vị trí CDM đi. Paul Pogba 64 tỷ dành cho Paul Pogba lên thuyền. Rồi, một con nữa đi, Vieira. Patrick Vieira, mùa CC đi. Không trải nghiệm cái mùa mới đi, các bạn trải nghiệm cái mùa mới đi, hợp lý. CC lên thuyền. Varane 218 tỷ đẹp luôn đấy, sục. Rồi, Varane rồi ai nữa? Saliba 23 test lên thuyền, được luôn đấy chứ, đã cặp với Varane hợp lý luôn. Pava E21 lên thuyền, được chưa? Mình lại ngại mấy cầu thủ gọi là ham công. Lên thuyền. Theo LL, được chưa? 23 UCL hàng Barca sắp tới tăng chỉ số luôn chứ. Mua ngay con hàng câu đe cho em thằng Trường, mai mốt tăng chỉ số làm kinh tế. Lên thuyền. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong đấy. Mùa này là cũng 22 lương luôn à? Mùa này cũng 22 lương, xúc luôn chứ, cái mùa cũng 22 nó cũng 22 lương. Rồi, xong rồi đấy, xong đội hình Pháp rồi đấy. Bây giờ nhá, bây giờ phải đập, bây giờ còn phải đập thẻ nữa. Đó, nét luôn ở cái đội hình Pháp này. Chúng ta vừa xây dựng xong một đội hình Pháp với đầu tàu đó là Henry Icon cộng 4, tí nữa sẽ đập 5. Và hai cắm sẽ là Ginola và Kylian Mbappe best World Cup. CAM sẽ là Zinedine Zidane best World Cup cộng 5. Ui, con này ZD thì khỏi chơi luôn. Hai CDM sẽ là Vieira và Pogba. Bộ tứ hậu vệ sẽ là Theo Hernandez, Varane, Koundé và Pava. Thủ môn sẽ là Lafon. Đấy, dư 5 lương luôn. Dư hẳn 5 lương để chủ ạ bổ sung thêm những con hàng chất lượng khác. Rồi. Đây sẽ là cái lúc. Đó. Đó. Vậy sẽ là cái lúc mà mình chinh phục con Henry cộng 5 này. Ui, càng đét đấy thật sự. Càng đét, càng đét, càng đét. Đây, 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 đây. Đến với cái giờ phút huy hoàng. Đến với cái giây phút huy hoàng này. Đến với cái giờ phút huy hoàng này. Chúng ta sẽ có ngay một con Henry Icon. Đó. Đem Henry Icon cộng 5 về cho em Trương. Không hiểu kiểu gì đập phun vặt còn tạt cay thật. Phun vặt còn tạt mà. Không hiểu kiểu gì đập phun vặt tạt luôn. Chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên cùng em rùa. Ui, hết quá nhở. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Thấy chưa? Tấn công cỡ đấy. Ginola, đây rồi, tốc độ Ginola. Bước một luôn. Nè. Trời ơi. Trời ơi. Không vào. Cây thật. Rồi đi, đi, đi. À, Zigon à, được, Zigon, tôi biết hết, tôi biết rồi. Tôi biết rồi, trái sau tôi sút kiểu khác, trái sau sút kiểu khác. Như cái pha này nè. Cắt hết, đi đâu cắt hết.
Này con Henry đang chạy này, nhìn con Henry nó chạy kìa. Nó cứ đâm đầu vào mấy thằng hậu vệ nhìn tôi tức quá à. Gì gồn? Gì gồn? Đây. Trời ơi. Hết giờ chưa? Hết giờ chưa? Rồi hết giờ rồi. Hên quá. Ui, hết đúng một pha. Đấy, đúng một pha thắng em rùa một trái rồi. Ok, cảm ơn em rùa rất nhiều vì trận đấu này nhá. Trời ơi, đến với trận đấu thứ hai sẽ là... Sao hôm nay anh không để chat à? Căn bản là cái chat của nó bị lỗi ấy. Để tối nay anh chỉnh lại nhá. Lâu lâu nó bị lỗi đấy. Đây, Zidane có chuyển được không? Sút đi. Ui. Lụm được bí kíp à? Cái lối bóng đá đấy. Một hay đó. Henry mà sút. Henry ấy, anh em nhá, những cầu thủ như Henry ấy, anh em chỉ cần ZD là vào. Đó, ZD bên cái góc phải là vào. Đấy. Đi. Nope. Trời ơi. Này giờ ZD không vào được pha nào, kết quả Zidane bét được một cúp này. Ông nào bảo đã hay lắm. Đây, theo này, chống luôn này. Đây, truyền lại cho Mbappe này. Đây rồi, cái góc. Thằng nào quá tiền. Và em nhỉ cái chân ở kia. Sao vạ, em muốn và. Em lại muốn và. Em tên gì? Henry. Cái con Villa nó chạy lên nó dằn cái quả đấm đầu đấy làm cái gì giờ. Thề cái đội hình. Quả Villa đi CC này. Biết phải mua cáp đi trời. Cái mùa CC lần đầu trải nghiệm luôn đấy. Lần đầu trải nghiệm Villa CC. Henry. Những mùa khác nó đều đắt. Henry mùa CC có 100 tỷ thôi. Giờ mình sẽ biết lý do rồi đấy. Con Henry bật trúng cái chân nó rồi. Nay chịu đá dữ. Nay đá căng luôn đấy. Mất tập trung luôn thật sự. Vừa mới nhìn cái quả bóng của Tài Nguyễn mất tập trung luôn. Sao hậu vệ của mình nó chạy lên hết rồi ta. Henry đánh đầu ghi bàn à. Ôi. Henry ghi bàn đánh đầu à. Hay vậy. Đi. Đó là Zidane. Bên là 1 cúp cộng 5. Em Phúc đem về. Ủa, của Zidane tính cực kỳ luôn mà. Không truyền. Cái cắt mà đội tuyển Pháp họ phối hợp kìa. Cái cắt mà ba tiền đạo tuyển Pháp họ phối hợp kìa. Ui. Bill Pháp mà cứ tưởng Barca thôi ấy. Bill xây dựng tuyển Pháp mà cứ tưởng Barca vậy. Ui chết tôi. Ôi. Ginola, bóng vào trong chân của Ginola. Ginola. Này ai hỏi Ginola có hay không? Thì đây là câu trả lời. Đó là Ginola. Cái pha này bắt bài chứ. Đây này, cái pha này, cái tư duy bắt bài này. Cái tư duy mình bắt bài này. Trời ơi, ban bật nó mượt mà. Cái bộ ba tuyển Pháp ban bật nó mượt mà thật sự luôn mà. Ôi. Đây rồi nhỉ. Ui, cái đội hình này là Pháp luôn à. Đây cũng đội hình Pháp mà nhìn mặn đấy. Ui, thật sự Zidane nãy giờ mới ghi được bàn thắng đầu tiên. Cay thật. Đó. Mới ghi được đúng bàn thắng đầu tiên luôn. Cay thật sự luôn mà. Pogba xúc cái góc này là chết liền. Ok là. Hên quá, này giờ Pogba mới ghi được một bàn. Đợi nãy giờ đấy. Mà làm số chính đạo thì tức chết mất thật sự. Giá trị nhất mà bây giờ làm số chính đạo thì tức chết luôn. Ui, hay thế nhở. Cộng mấy nhở. Cộng 8 nó còn nét hơn cả con Henry icon của tôi đấy thật sự luôn.
Cay vậy. Cái gì? Pháp thì phải mua Martian đá cắm mà. Ui, mua Martian quả thêm quả Martian thì thôi nó yếu điên luôn cái đội hình này. Pháp mà thêm quả Martian, thêm Martian thì thôi nó yếu điên luôn. Trời ơi, phối hợp cỡ đấy mà phối hợp cái tam giác nó lực cỡ đấy. Giấu tên đã rescan 20.000 đồng. Cho em xin Kuva in game, UFO can head. Ok luôn. Sao anh em thích va vũng nhỉ? Ui.